dẫn một số kinh để chứng minh cực lạc diệu hưởng. Không nói cực lạc thật có. Nếu nó thật có là có vấn đề. Diệu hữu, diệu hữu là gì? Diệu hữu là không có. Thế giới ta đang sống là diệu hữu. Bạn phải biết điều đó. Rất nhiều chúng sinh hiểu nhầm, cho rằng thực có. Thực có là muốn sở hữu, muốn chiếm hữu. Diệu hữu thì sao? Là có nhưng không có, không có mà có. Giống như nằm mơ. Với cảnh giới đó, bạn không có ý niệm chiếm hữu. Tại sao vậy? Không khống chế được. Không có ý niệm chiếm hữu, đương thể tức không, không thể lấy được. Bởi thì luôn luôn quán tưởng những lời Bồ Tát Di Lặc đã nói. Một búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Vậy tất cả pháp quý vị không còn khởi tâm động niệm, không bao giờ chấp trước. Sẽ không phạm vào lỗi lầm đó. Tại sao vậy? Tất cả đều là giả, ta cũng giả, cảnh giới bên ngoài đều là giả. Những thứ giả là gì? Quý vị có thể hưởng thụ nhưng không thể chiếm hữu. Chiếm hữu không được, không thể khống chế, cũng không cách nào chi phối nó. Giống như chúng ta xem truyền hình, có thể thưởng thức nhưng không nắm bắt được nó, không chiếm hữu được nó. Thế giới này bao gồm thân thể của ta, ngã và những thứ ngã sở hữu đều là giả. Phải hiểu được thời gian tồn tại của nó. 1.600 triệu trên một giây, đó là thời gian tồn tại. 1 giây có thể đổi thành bao nhiêu? Đổi thành 1.600 triệu. Mỗi ý niệm đều độc lập. Niệm trước không phải là niệm sau, niệm sau không phải là niệm trước. Vậy thì sự liên tục đó, trước đây chúng ta nói tương tự tương tục, trong kinh cũng nói tương tự tương tục. Đúng là pháp tương tự tương tục.